căng nhỉ. Hey, cô ơi, cô có tiền mặt không? Cho trả luôn điện thoại, vẫn chưa tải xong phí chuyển khoản TT nhá, 150. Phí chuyển khoản TT nhá. Giờ chờ mất chắc phải 30 phút nữa cơ. 15 phút. Gà công nghiệp thì bao nhiêu anh? 80. Gà công nghiệp đắt hơn à? Quán thì nó phải gà. Không, ý em bảo là gà công nghiệp ấy. Quán thì nó qua nhiều chỗ ấy, đến đây nó phải đắt. Không, đây là gà đỏ đúng không? Đi bảo gà công nghiệp cơ mà. Gà công nghiệp thường nó rẻ hơn, nhưng mà bây giờ đến quán này, đến quán người ta phải bán đắt hơn. Gà này mà để như ý em hỏi anh có bán gà công nghiệp không? À có. Đâu? Nhưng mà không bán. Cái đấy nó đi có chứ, người nó ăn người chả ăn đâu, nó chậm rồi. Thế à? Cái gà đấy đi lại về chứ. Gà đấy mà lại đi lại về nó hào. Nó hào á? Hào, nhiều nhà nó hào. Ở đấy người ta cứ mổ, nó bắt về cái nó mổ ra, nó bán tôi cho tủ luôn đấy. Bây giờ bắt 2-3 con này, ta mổ hết luôn, nó đúc vào tủ ấy. Cái này mình không bán hết thì về mình còn nuôi, thả ra mai đi bán, đấy mà về chả bán được chứ. Mà nó nắng quá đi.